giờ em tư vấn cho chị thấy chương trình bên em như thế nào ạ? Cũng hay đó em, nhưng giờ chị chưa có tài chính, tiền đâu mà tham gia. Chị, bảo hiểm nhân thọ là thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm với những người thân trong gia đình, nên để tham gia bảo hiểm nhân thọ là không phải là tiền đâu để mà tham gia, mà là tình yêu thương của chúng ta có đủ lớn hay không. Vậy yêu từ đâu mà ra? Yêu từ đâu mà ra? Dạ, yêu từ đâu mà ra? Xe ra đi làm đấy mà. Thôi để em chạy qua luôn. Còn về bộ hợp đồng, em rất tiếc bảo hiểm nhân thọ chỉ có thể tham gia khi chúng ta chịu cần đến nó. Em xin lỗi chị. Chị sai quá Tùng ơi. Biết vậy hồi đó em tư vấn cho chị ký là được rồi. Để bây giờ chị không biết nên làm như thế nào nữa. Dạ, em cũng sai khi là không cố gắng để giúp cho gia đình anh chị được bảo vệ. Chị không sai, chúng ta sai. Chỉ vì điều kéo nên thôi, vẫn là vì anh sai.
Yeah.